Lần đầu tiên trong cuộc đời mình ăn gà nướng ống tre luôn đó mọi người. Chắc ở Hải Phòng thì đây là quán độc lạ duy nhất quá. Chưa thấy ai bán cả, theo dòng review thì cũng xin là tìm đến đây thử ạ. Kiểm chứng xem nó có ngon thật không mà hot thế. Ở đây thì có hai loại, đó là nướng ống tre và nướng đất sét. Mình thấy cái ống tre này có vẻ hay hơn nên là mình sẽ mua nó, và giá mình mua là 270 một con. Trong đây thì đã bao gồm xôi được bọc trong lá sen như này, lúc mở ra thơm lắm mọi người ạ. Mình thấy người ta tẩm ướp cũng khá nhiều gia vị đấy. Mình có hỏi qua thì để nướng chín một con gà trong ống tre như này thì sẽ tầm 1 tiếng rưỡi. Và khi mà căn đủ thời gian thì gà sẽ chín mềm vừa tới, ăn rất là ngon. Và khi ăn thì sẽ có cái nước chấm này đi cùng, vị pha của nó cũng lạ lạ lắm mọi người ạ, không hẳn giống với cái muối chanh ớt mình hay ăn đâu. Nói chung là chấm cùng thì nó tôn hẳn cái vị gà lên ý. Nay mình mua về cho cả nhà ăn thử mà ai cũng khen tấm tắc. Điểm trừ duy nhất có lẽ là cái xôi thì nhiều quá, với cả ăn nó hơi bị ngán, lẽ ra mua thêm ít dưa chua ăn cùng thì sẽ hợp hơn. Như cá nhân mình là mình chỉ thích ăn gà này với cơm nóng thôi, ăn nó dính thật sự. Như bình thường mình chỉ ăn có hơn 1 bát cơm thôi, mà hôm đấy mình ăn đến tận 3 bát cơm thì mọi người hiểu là nó ngon đến mức độ nào rồi. Mọi người mà muốn thử thì cứ qua đối diện lầu Dê Phượng Chi ở trên đường Lê Hồng Phong nha. Quán bán từ tầm 4:30-5 giờ.